Bảo nhang Phước Úc khởi tương yên, thủy khí sung thần ý. Thấu kiều ý thiên, nhan giả chí thành đăng bảo an, nguyện nghỉ cầu đệ tử đắc bình an ni. Nam thủ nền an vương thất, chuyển pháp luân Phật Nhật tăng huy, nguyệt nhật thì đệ tử tâu quỳ Phật thánh mười phương, nước khói hương trên đàn giải thoát, thoáng mùi hoa ưu bát thơm bay. Nam mô Phật ngự phương Tây sen vàng ý, chói chói hiệu Phật này gì ý đà, ngự trước tòa lưu ly bảo điện Phật Thích Ca tự nhiên đi. Tiêu thiêu hồ nhã nhạc dưới trên cửu long ý, đức tòa thì ngai vàng sơ sơ ơi, phóng hào quang rực rỡ ơi vân niên. Thank you.
tiền tả hữu ý. Bồ Tát Tăng Thiên Già Na, Đức Hộ Pháp Di Đà Thiên Tướng, Vận Thần Thông Vô Lượng tuổi bố tuổi linh. Kính cáo uy linh Đức Hiệu Thiên Phi Bồng tuổi linh thượng thượng đẳng tôn thần. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa thanh đồng cùng quan nhang đệ tử, quý khách thập phương và toàn thể nhân dân, di tích lịch sử Đền Sinh Đền Hóa là một trong những di tích được hình thành sớm trên mảnh đất Chí Linh. Đền Sinh thờ Đức Thánh Mẫu Thạch Bàn Đá Tượng Uy Linh, Đền Hóa thờ Đức Hiệu Thiên Phi Bồng Tối Linh thượng thượng đẳng tôn thần. Tại Đền Sinh Đền Hóa, việc thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ Tứ Phủ đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống đặc trưng tại di tích. Đây là một hoạt động văn hóa nhằm tưởng nhớ, tri ân và ngợi ca công huân đức nghiệp của Đức Thánh Mẫu Thạch Bàn và Đức Thánh Phi Bồng đã có công âm phù cứu dân hộ quốc, tiền phù lý hậu phù trần, ghi danh vào các chiến công hiển hách của dân tộc, hòa chung trong không gian tâm linh của lễ hội mùa thu tháng 8 tại vùng đất Chí Linh thiêng. Hôm nay, ngày 14 tháng 9 năm 2019, tức ngày 16 tháng 8 năm Kỷ Hợi, tại di tích danh thắng Đền Hóa, Ban quản lý di tích thành phố Chí Linh tổ chức chương trình hòa mừng lễ hội mùa thu Chí Linh tháng 8 năm 2019. Và dự buổi lễ hôm nay, ban tổ chức trân trọng giới thiệu các vị đại biểu khách quý, đại biểu tỉnh, trân trọng giới thiệu nhà báo Phạm Chức, phó ban thời sự đài truyền hình tỉnh Hải Dương, đề nghị nhiệt liệt chào đón. Đại biểu thành phố Chí Linh, trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Dung, ủy viên ban thường vụ thành ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố Chí Linh, đề nghị nhiệt liệt chào đón. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Minh Thắng, thị ủy viên, trưởng ban dân vận thành phố, đề nghị nhiệt liệt chào đón. Trân trọng giới thiệu nhà báo Nguyễn Thị Minh Châu, thị ủy viên trên đài phát thanh thành phố, đề nghị nhiệt liệt chào đón. Trân trọng giới thiệu ông Hoàng Văn Dũng, trưởng ban quản lý di tích thành phố Chí Linh, đề nghị nhiệt liệt chào đón. Về phía địa phương có sự hiện diện của các đồng chí ban chấp hành đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã Lê Lợi, các đồng chí lãnh đạo thôn và các cụ trong ban Khánh Thiết, đề nghị nhiệt liệt chào đón. Về dự buổi lễ hôm nay còn có sự hiện diện của toàn thể các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, viên chức ban quản lý di tích thành phố, các phóng viên báo chí đài truyền hình tỉnh Hải Dương, các thanh đồng đạo quan, quý khách thập phương của toàn thể nhân dân, xin được nhiệt liệt chào đón. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thanh đồng Nguyễn Thị Mai là một đồng thầy đức cao vọng trọng, tài tâm vẹn toàn, đặc biệt có tâm duyên với cửa mẫu cửa thánh Đền Sinh Đền Hóa, được thánh mẫu ban tài ban lộc, ban danh ban diện ban quyền ban phép để làm việc quốc tích việc thiện, đầu đội việc thánh vai cảnh việc trần. Mộc ân thanh đồng Nguyễn Thị Mai là một đồng thầy kiều cựu và có đóng góp nhiều công lao trong việc gìn giữ bảo tồn nghệ thuật hầu đồng của Việt Nam để hầu đồng xứng đáng trở thành di sản của nhân loại. Mộc ân thanh đồng Nguyễn Thị Mai đã từng tham gia diễn xướng hầu đồng ở các nơi trong cả nước và đều giành được những giải cao trong các kỳ thị trường, được du khách thập phương cùng quan nhang đệ tử muôn nơi mến mộ ca tụng nức lòng. Thanh đồng cùng các quan nhang đệ tử đã cùng tập phúc linh tường mời lòng Bồ Tát phát tâm Bồ Đề ở rất nhiều nơi, trong đó các di tích thiêng trên mảnh đất Chí Linh như Côn Sơn Quế Bạc, Đền Sinh Đền Hóa là nơi chốn tổ trong việc thực hành tín ngưỡng của thanh đồng, là nơi thanh đồng gắn bó tâm huyết gieo duyên lành đặt quả phúc, là địa chỉ tâm linh để đồng thầy Nguyễn Thị Mai cứu người khổ, độ người mê, ban tài tích lộc cho các gia trang họ. Hôm nay, nhân dịp lễ hội mùa thu tháng 8 năm 2019, tại vùng đất thiêng Chí Linh, khu di tích Đền Sinh Đền Hóa
trân trọng và vinh dự được chào đón Ngọc Ân Thanh Đồng Nguyễn Thị Mai về tổ chức canh đàn Bắc Vế Hồ Mẫu Hồ Thánh Hồ Bùng lễ hội mùa thu Chí Linh Hồ 35 tuổi đồng, cầu cho quốc thái dân an, nhân khang vật thịnh, giải trừ vận hạn, phù ninh tài lộc cho con ngang đệ tử, cho bản đền và muôn dân cha họ. Một lần nữa, ban quản lý di tích thành phố Chí Linh xin trân trọng ghi nhận và cảm ơn Thanh Đồng Nguyễn Thị Mai, chúc cho Thanh Đồng luôn xứng đáng là đồng sang phóng quế, đơn con ngang bắt ngàn đệ tử, lộc tài vượt tiến, phúc lộc đề đa, gia trung khang thái, lễ bái đắc thành. Và sau đây xin trân trọng kính mời Thanh Đồng Nguyễn Thị Mai sẽ di chuyển lên trên khu vực sân khấu trung tâm để nhận những bó hoa tươi thắm của ban lãnh đạo tỉnh, thành phố và ban kính thiết nhà đèn gửi tặng Thanh Đồng nhân đại lễ mừng mùa thu tháng 8 cũng như mừng 35 năm tuổi đồng của Thanh Đồng Nguyễn Thị Mai. Trân trọng kính mời. Về dự đại lễ ngày hôm nay, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương và bó hoa chúc mừng Thanh Đồng Nguyễn Thị Mai. Và xin quý vị đại biểu chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để tặng cho Thanh Đồng Nguyễn Thị Mai. Kính thưa quý vị đại biểu, quý lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch có bó hoa chúc mừng và đồng chí Bùi Thị Miên, phó chủ tịch ban quản lý di tích thành phố Chí Linh sẽ đại diện để tặng bó hoa chúc mừng của lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao gửi tặng đồng chí Thanh Đồng Nguyễn Thị Mai. Và xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho Thanh Đồng. Thay mặt đồng chí ban thường vụ thành ủy thành phố Chí Linh, đồng chí Nguyễn Thị Dung, ủy viên ban thường vụ thành ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố có bó hoa lên chúc mừng. Trân trọng kính mời đồng chí. Xin quý vị đại biểu cùng những toàn thể quan khách chúng ta cùng hướng lên sân khấu và hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt hơn nữa để cùng chúc mừng và trợ duyên cho Thanh Đồng Nguyễn Thị Mai cho canh đàn khóa lễ ngày hôm nay. Và trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Dung, ủy viên ban thường vụ thành ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận thành phố Chí Linh sẽ lên tặng hoa chúc mừng. Đồng chí Nguyễn Minh Thắng và đồng chí Nguyễn Thị Minh Châu, thị ủy viên có bó hoa lên chúc mừng Thanh Đồng. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Minh Thắng và bà Nguyễn Thị Minh Châu. Một nữa xin chúc mừng Thanh Đồng Nguyễn Thị Mai và trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Minh Thắng và đồng chí Nguyễn Thị Minh Châu đã có bó hoa chúc mừng Thanh Đồng. Và tiếp theo, lãnh đạo ban quản lý di tích thành phố Chí Linh cũng có bó hoa chúc mừng Thanh Đồng cho canh đàn khóa lễ mừng lễ hội mùa thu tháng 8 cũng như mừng 35 năm tuổi đồng của đồng thầy Nguyễn Thị Mai. Trân trọng kính mời đồng chí Hoàng Văn Dũng, trưởng ban quản lý di tích thành phố Chí Linh. Chí đại diện đảng chính quyền xã Lê Lợi, thôn An Mô cùng ban khánh thiết có bó hoa lên chúc mừng Thanh Đồng trong canh đàn khóa lễ ngày hôm nay. Trân trọng kính mời đồng chí trưởng thôn An Mô sẽ tặng hoa chúc mừng cho Thanh Đồng Nguyễn Thị Mai. Xin cảm ơn các đồng chí và cảm ơn đồng thầy Nguyễn Thị Mai. Sau đây thì trân trọng kính mời đồng thầy Nguyễn Thị Mai chúng ta cùng an toàn tại vị trí sập cộng đồng và các thứ trị hộ dân chúng ta cùng về vị trí để chương trình được diễn ra tiếp tục. Tây Quỳnh, Tây Quế, Tây Huệ, Tây Lan,
các văn đàn tiếng hát cùng dân văn dân hương để cung thỉnh thánh mẫu chắc sáng ngự tâm, dấu thiêng truyền mãi đất An Mô, tôn nhạc hóa sinh có một giờ, đoán đá sứ thần ngừng vũ trụ, bay tàu qua núi đuổi quân Âu, âm thù chân được Âu vạn vực, chân đánh nguyên tan kiếp bạc xưa, bất tử trời Nam thân bậc nhất, đền thờ đức thành đất An Mô. Có lời cảm ơn Phật Tiền Tiên Thánh, Thanh Đồng có lời cảm ơn các vị khách quý, cảm ơn các chân nhang ngọn khói cùng muôn dân chăm họ, và cho Thanh Đồng chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Và trước khi vào làm việc bắt tế hầu thánh, họ người con có lời xin phép Phật Thánh, và Thanh Đồng xin phép thủ nhang đồng đền, và Thanh Đồng xin phép pháp sư, và Thanh Đồng xin phép pháp quan, và xin phép tay Quỳnh, tay Quế, tay Huệ, tay Lan, xin phép đồng anh lính chị già la tiến lão bắt ra trong họ để Thanh Đồng con vào bắc ghế hầu thánh ạ.
pháp thôn quê trong phủ dày vân đã thôn quê tiếng mạn nhà lề cõi trần a di đà phật vương trả nhân pháp với hồng quân chư hoạt tài hội thất sao an quý dương hết tượng vân thành lễ thân nhân chư hoạt thiện toàn thân nam mô a thiên đến khai
sát thánh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chẳng thể được đế vương ngài kế thế chính thị không ai thừa tức mạng tôi đã anh tài ai đã
thực trường. Tháng tám mùa cha, tháng ba đi mộ gần xa đi lướt lòng.
trần gian con phút gặp được nhân duyên là cho lưu nguyên cũng là duyên việc thánh tà mừng 30 năm đồng lên mấy tình cờ gặp mà duyên trần gian là mấy đức yêu duyên về đây có cung việc Phật thánh cầu cho nhân duyên đường gian thời cao ba đi tình chàng tối đêm hoa nó mát cô tôi hò thừa ra rơi thảo trong trời ta sao cho cầu hò cung nhân hò năm ba bảy tám chín mười lời à. Dung ra dung dinh ga thành nó đi có cái cảnh mẫu sự tân tân Ah!
dân an quốc thay quân quân thần phải đào làm bụi trên đẹp lòng trời giữ đẹp hoàn lòng dân người đầu ba phủ biển quân
sân trang đi các đồng mà xa gần lòng tôi chúc hòa đi dạo khắp nghìn núi đồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sáng gần xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sinh pháp để diệt lũ tà tinh chúa sai và bản tình hùng. Thank you.
quan ông sẽ tiếp biên gió gặp cho gia đình bình an. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sông thường có phép nghề. Tuần thu sông thương trở về quê hương đi dọc sông lục đầu đi. Nghe đùa mai treo du lịch bốn năm xưa là có phèn chưa còn sống thương trở về tỉnh Bắc quá rằng đi lục 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 đầu. Thank you.
dân xã Bắc. Để tam thái tử giáng sinh đền dòng đức đức ôm về công ông xuống Bye.
chắc chắn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
điều thấp nhì anh tăng thường ca.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sinh ra châu lồng châu bá hai người có nhân đi đôi thùng nguyên con với mình hơn nhà nhà đường dơ xuất bao thời ngày người con sợ
chúc ngọc quy xa bên xuân bên xuân bên ngoài cảnh xa vườn thank you.
xích bích khay văn mộng các cô pha trà, các cô pha trà lên từ tâm để đấy Long Vân Khánh Tiệc Quốc Đảo Dân Cầu tháng 8 tiệc trà tháng 3 hiếu mẫu thu tiền cát nhật tiệc hội đồng nhà Trần vua cha Bắc Hải Độc Đình Lấy Kiều tỉnh Đức Hoàng Bảy Bảo Hà Sơn Đông Sơn Trang Lào Cai Yêu Yên Bái xe loan giáng hương chắc dáng ảnh đồng quan thầy họ Nguyễn Trúc Con một khắc một giây tại Linh Tử Thánh Hóa tối anh linh cát nhật đương thời 16 tháng 8 kỷ hội liên sinh A Di Đà Phật Mộc Ân Thanh Đồng họ Nguyễn tờ vàng cánh sớ tờ sớ cánh trạng tô long tượng mã bát nhã tiền dòng kim ngân sớ hiệp hình nốt cốt tươi tiến cúng về đình tam tứ phủ xin kiều tỉnh đức hoàng về ban danh ban diện trước là cho thục nhang đồng đền hợp đồng chu gia môn đẳng quan thầy họ Nguyễn tam tứ ban khen cho bách gia cha họ đồng anh lính chị con xa con gần và ngày hôm nay tạp phúc linh đường mượn tay quan thầy họ Nguyễn A Dân lên tờ lương cánh sớ tờ sớ cánh trạng để cầu độc đắc độc cầu tài đắc tài cầu bình an đắc bình an cho trong chốn gia trung nước chảy một dòng thuyền trôi một bến thu tống tam tai tống ách trừ tai dài hạn sau hoàng thượng mới xếp nghe văn đàn thơ phú để cho các lính các ghế con xa con gần A Di Đà Phật vào xin độc cửa hoàng độc làm độc ăn độc buôn độc bán được cầu độc đắc độc cầu tài đắc tài cầu bình an hoàng cho đất bình an A Di Đà Phật ạ. Như ả phù dung
tành thú vui thay. Quan hoàng bày với phù dung, với cỏ cây. Phong hoa tuyết nguyệt phong hoa, quan hoàng bày lấy thơ làm bàn, cầm kỳ thi từ hoa ươn thú vui vầy. Lúc tình lúc say, tình lại.
Gặp đi
vì đường ông đi này chẳng minh mí. Tình là con đã gặp được con duyên na sao xa đưa phà có duyên gặp mà được duyên na tình ta ấy duyên na được duyên na tình nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sách đèn đà lòng cô bước Thank you.
thì gỗ tô quỳ cúi xin ông hoàng bảy mươi đồng chỉ hoàng trương nghi tân
cảnh chúc là oh,
đỏ trong nhà đứng thuê màu để thủ con đầu dài dài nhà lục thiêng mái phật biến mà là lỡ điều chi xin đông mà phép thần thông xa xoa đi chung thần chân gian con
tiền lối đi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chuông sầu. Xin một tràng vỗ tay thật lớn. Và xin quý vị dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt hơn nữa để cùng cảm ơn và chúc cho Thanh Đồng ngày càng đẹp bóng sang đồng, đồng công an bất ngàn đệ tử lộc tài vượng tiến. Một nữa xin trân trọng cảm ơn các thầy, các sư, các văn tây quỳnh, tây quế, tây hòe, tây lan, các văn đàn tiếng hát. Cảm ơn quý vị đại biểu khách quý, cảm ơn quý khách thập phương cùng thể công an đệ tử đã cùng đại hủ công đủ để cùng trải riêng cho đại đàn khóa lễ được thành công viên mãn. Một lần nữa chân thành cảm ơn và kính chúc toàn thể quý vị sức khỏe, hạnh phúc, bình an. Chân thành cảm ơn. Sâu bé dậy chim rừng ca hót đêm mơ thâu chim mà oanh díu dít bên lầu tung cánh về châu động tiên vượt trên non du con dầu dĩ thú sơn trang cảnh đẹp tự nhiên một bầu gió mát trăng đường.